Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài 17. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị, trang 41-42. Quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa, cô giáo có tình huống sau. Hai bạn đi vào cửa hàng mua đồ dùng học tập. Bạn nam cầm một hộp bút chì và nói 5 chiếc bút giá 30.000 đồng. Bạn nữ nghĩ giá tiền một chiếc bút là bao nhiêu? Với tình huống này, cô giáo có bài toán sau. Cửa hàng bán 5 chiếc bút chì với giá 30.000 đồng. Bạn Bình muốn mua 8 chiếc bút chì như thế. Hỏi bạn Bình phải trả bao nhiêu tiền? Với bài toán này em hiểu thế nào? Với bài toán này chúng ta hiểu là gì? Mua 5 chiếc bút chì thì hết 30.000 đồng. Vậy mua 8 chiếc bút chì như thế thì phải cần trả bao nhiêu tiền? Bài toán này cô giáo tóm tắt như sau. 5 chiếc 30.000 đồng, 8 chiếc đồng. Với cách phân tích như thế thì các con làm thế nào để tìm xem là muốn mua 8 chiếc bút chì như thế thì cần phải trả bao nhiêu tiền? Muốn mua 8 chiếc bút chì như thế, đầu tiên chúng ta phải tính được cái giá tiền một chiếc bút chì, đúng không? Biết giá tiền một chiếc bút chì rồi, sau đó chúng ta lấy giá tiền của một chiếc bút chì rồi nhân với mấy? Nhân với 8, thấy không? Đấy, bước đầu tiên là bạn ấy đã tìm giá tiền một chiếc bút chì. Đấy. Tức là sẽ lấy bao nhiêu? Bạn sẽ lấy tổng số tiền mà mua 5 chiếc là lấy 30.000 chia cho 5. Đấy. Đầu tiên là chia cho 5, lấy 30.000 chia cho 5. 30.000 chia cho 5 được mấy? Được 6.000. Sau đó lấy kết quả đó nhân với 8, tức là lấy giá tiền một bút chì nhân với 8 chiếc bút thì sẽ ra giá tiền của 8 chiếc bút chì. Như vậy chúng ta có hai bước. Bước đầu tiên là chúng ta tính giá tiền của một chiếc bút chì. Cô giáo lấy 30.000 này, chia cho 5 bằng 6.000. 6.000 đồng. Như vậy giá tiền một chiếc bút chì là 6.000 đồng. Sau đó chúng ta lấy giá tiền của một chiếc bút chì nhân với 8. Đấy là bước 1. Bây giờ bước thứ 2. Bước 2 là ta tính giá tiền của 8 chiếc bút chì. Sáu nghìn nhân với 8. 6 nhân với 8 bằng 48.000 đồng. Cái bước 1 mà chúng ta tính giá tiền một chiếc bút chì thì bước này người ta gọi là bước rút về đơn vị. Bước rút về đơn vị. Đấy. Bước rút về đơn vị. Thế sau bắt đầu chúng ta mới tính được giá tiền của 8 chiếc bút chì. Và bài toán trình bày lời giải như sau. Bài giải: giá tiền một chiếc bút chì là 30.000 chia 5 bằng 6.000 đồng. Mua 8 chiếc bút chì phải trả số tiền là 6.000 nhân 8 bằng 48.000 đồng. Đáp số 48.000 đồng. Đây là bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.
Và cái phép tính đầu tiên ấy, cái bước đầu tiên ấy, phép tính đầu tiên để tìm một một chiếc bút chì, đây chính là bước rút về đơn vị các con nhé. Đấy, đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị, và cái bước đầu tiên này là bước rút về đơn vị. Chúng ta đã tìm hiểu bài toán liên quan đến rút về đơn vị và biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Để hiểu sâu về dạng toán này, chúng ta làm bài tập thực hành. Bài 1. A. Mua 4 hộp sữa chua Nha Đam hết 32.000 đồng. Hỏi mua 6 hộp sữa chua như thế hết bao nhiêu tiền? Bài toán cho biết là mua 4 hộp sữa chua thì hết 32.000 đồng. Hỏi mua 6 hộp sữa chua như thế thì hết bao nhiêu tiền? Cô giáo tóm tắt bài toán như thế này. 4 hộp. Đấy, 4 hộp thì hết bao nhiêu tiền? 32.000 đồng. Bây giờ hỏi mua bao nhiêu? 6 hộp sữa chua như thế. Thì hết bao nhiêu đồng? Bao nhiêu tiền nhá? Muốn biết 6 hộp sữa chua hết bao nhiêu tiền thì chúng ta phải biết mấy hộp? Chúng ta phải biết giá tiền của một hộp, phải không? Chúng ta phải biết giá tiền của một hộp. Mà biết giá tiền một hộp đấy chính là bước rút về đơn vị, phải không? Trước tiên chúng ta tính giá tiền một hộp. Giá tiền của một hộp là bao nhiêu? Ta lấy 32.000 chia mấy? Chia cho 4 bằng mấy? Bằng 8.000. 8.000 đồng. Sau đó chúng ta mới tính giá tiền của mấy hộp? Chúng ta tính giá tiền của 6 hộp. Chúng ta lấy giá tiền một hộp là 8.000 nhân với 6. 6 nhân với 8 bằng 48, ở đây bằng 48.000. Trong hai bước giải này thì bước giải thứ nhất là bước rút về đơn vị, phải không? Đấy, đây chính là bước rút về đơn vị. Tìm giá tiền một hộp mà. Đấy, bước rút về đơn vị. Bài giải A. Mua một hộp sữa chua Nha Đam hết số tiền là 32.000 chia 4 bằng 8.000 đồng. Mua 6 hộp sữa chua Nha Đam như thế hết số tiền là 8.000 nhân 6 bằng 48.000 đồng. Câu B. Mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 3 kg hết 48.000 đồng. Hỏi mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 5 kg hết bao nhiêu tiền? Quan sát hình ảnh chúng ta thấy đây là quả dưa hấu ruột đỏ, phải không? Người ta mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 30 kg, nặng 3 kg thì hết 48.000 đồng. Bây giờ người ta lại gì? Mua một quả dưa hấu ruột đỏ khác nặng 5 kg thì hết bao nhiêu tiền, phải không? Bài toán này cô giáo cũng tóm tắt để mà phân tích như sau. 3 kg thì hết 48.000 đồng. Vậy thì mua một quả dưa hấu khác, phải không? Nặng 5 kg. Hết bao nhiêu tiền? Muốn biết mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 5 kg hết bao nhiêu tiền thì chúng ta phải biết giá tiền 1 kg, đúng không? Đấy. Muốn biết giá tiền 1 kg dưa hấu ruột đỏ hết bao nhiêu tiền thì chúng ta dựa vào đây, phải không? 3 kg thì hết 48.000 đồng. Vậy 1 kg chúng ta sẽ lấy 48.000 chia cho 3, đúng không?
Trước tiên chúng ta tính 1 kg, phải không? Đấy, 1 kg thì hết bao nhiêu tiền? 48.000 chia cho 3. 48.000 chia cho 3 được 16.000. 16.000 đồng. Như vậy giá tiền 1 kg hết 16.000 đồng. Vậy thì mua 5 kg thì làm thế nào? Chúng ta lấy 16.000 nhân 5. Đấy, 5 kg. Mười sáu nghìn nhân năm bằng 16.000 nhân với năm bằng 80.000 đồng. Như vậy mua 5 kg dấu ruột đỏ hết 80.000 đồng. Trong bài toán này thuộc là bài toán gì nhỉ? Đây cũng là dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Vậy trong hai bước này thì bước nào là liên quan đến rút về đơn vị? Cái bước đầu tiên phép tính chia, đúng không? Đấy, đây là bước rút về đơn vị. Bước rút về đơn vị chính là bước 1 trong dạng bài toán này. Còn cái bước thứ 2 là chúng ta làm tính nhân này là bước thứ 2. Cô giáo đọc lời giải của câu B. Mua 1 kg dưa hấu ruột đỏ hết số tiền là 48.000 chia 3 bằng 16.000 đồng. Mua 5 kg dưa hấu ruột đỏ hết số tiền là 16.000 nhân 5 bằng 80.000 đồng. Đáp số A 48.000 đồng, B 80.000 đồng. Với bài hôm nay cô giáo chia làm 2 tiết. Bài tập 1 vừa rồi đã kết thúc của tiết học ngày hôm nay. Cô chào các con. Với bài ngày hôm nay, cô giáo chia làm 2 tiết. Bài tập 1 chúng ta vừa làm đã kết thúc ở đây. Nội dung bài học hôm nay là giải bài toán liên quan đến rút vào đơn vị. Với dạng toán này thì có 2 bước. Bước 1 là chúng ta làm tính chia. Đây chính là bước rút về đơn vị. Còn bước 2 chúng ta làm tính nhân là chúng ta tính nhiều đơn vị. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.